dịch COVID-19 đã và đang hoành hành ở khắp nơi trên thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế xã hội. Ở Việt Nam, sự bùng phát trở lại của dịch là rào cản lớn cho các doanh nghiệp. Không lùi bước trước những khó khăn ấy, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Nam, Bình Nam Group vẫn duy trì đưa ra những giải pháp và không ngừng nghiên cứu cho ra thị trường những dòng sản phẩm mới. Nhằm mở rộng hơn nữa thị trường trong nước và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường tỉnh Cao Bằng và giúp người tiêu dùng hiểu hơn về sản phẩm dịch vụ của chúng tôi, Bình Nam Group hợp tác và ủy quyền phân phối khu vực tỉnh Cao Bằng cho tổng kho nhôm và phụ kiện Thanh Tùng. Với những lợi thế nêu trên, bằng sự nhiệt tình trung thực, Bình Nam Group khẳng định vượt trội về dịch vụ, chất lượng và giá cả. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Nam, Bình Nam Group đã tổ chức hội nghị khách hàng và thông báo mở tổng đại lý tại tỉnh Cao Bằng. Cùng với sự có mặt của các đối tác và khách hàng, công ty đã cho ra mắt hai sản phẩm mới, cửa Ryobot và cửa thủy lực. Qua tìm hiểu thị trường nhôm trong nước cũng như là thị trường nhôm nước ngoài đã ồ ạt về Việt Nam, và Thanh Tùng cũng là một nhà sản xuất cũng như là cung ứng nhôm trên tỉnh Cao Bằng, và đã tìm hiểu nhà máy nhôm Bình Nam, đó là một nhà máy có uy tín, chất lượng và những cái sản phẩm cao cấp và cũng như công nghệ phát triển, và đã làm ký phân phối với nhà máy nhôm Bình Nam để cung ứng cho thị trường tỉnh Cao Bằng. Với phong cách hoàng sa cùng với vẻ đẹp tinh tế hoàn mỹ, hai sản phẩm cửa Ryobot và cửa thủy lực được công ty nghiên cứu và thiết kế đăng ký bản quyền tác giả, được bảo hộ độc quyền. Dự kiến hai sản phẩm này sẽ chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới.